biết. Em mới mua hồi sáng tại World Food Supermarket là Viễn Đông á quý vị. Cái này em mua hộp nấm là 3 đồng 69. Rồi em về em mới khui hộp nấm này ra. Tại ngày hôm qua đó em mua hết một lon rồi. Em khui ra trong đây toàn là đất không. Thì em không có tin. Hôm nay em mua thêm một lon nữa. Em mua thêm một lon nữa em về em mới khui ra. Thì em đổ ra cái tô. Trong đây nè quý vị thấy không, toàn là nấm màu trắng nè. Em mới đổ hết cái nấm này ra cái tô. Thì trong nấm này nó có nhiều viên nấm. Viên bự nhất là như thế này. Thì em mở cái viên bự nhất ra. Nó rất là thối. Thì ở trong đây nó có một cái chất gì em không có biết. Đó, cái gì thấy không? Trong đây là có một cái chất. Rồi em mới mở viên thứ hai ra thì nó màu đen. Em mở ra thì trong đây nó có cái viên màu đen tiếp tục. Mà cái viên này không phải là nấm nha quý vị, cái này là đất sình, đất sét. Đó quý vị thấy không? Mấy cô, mấy bác, mấy chú nào mà có mua nấm lon á, làm ơn tẩy chay giùm em đừng có ăn nữa, bệnh chết luôn. À, cái hiệu này là cái nấm này mà nổi tiếng đó, mẹ chồng em nói nổi tiếng mà à, nó để là made in của Thái Lan. Nhưng mà new day, nhẹ new day. Wait, đây it's product of Thailand, ok. And then nè, chị quay ngay cái chỗ này cho em luôn. Cái chỗ này đó, cái hãng của nó nha quý vị, cái hãng của nó là cái chỗ này. Nó có số phone. Rồi á, cái ngày due date của nó là July 2017. Due date. Ok. Rồi cái hộp này em mở ra thì trong đây nó có chỉ bao nhiêu đây nắm thôi. Đó, giờ em mở tiếp tục. Ê dạ. Nó xịt cá mẹ ơi, lấy gì cái napkin đi. Em mở tiếp tục ra. Em mở tiếp tục ra, cái viên nấm em mở ra nó không phải là nấm mà nó là cao su. Nó một loại cao su. Đó, em mở nó ra. Thì em mở nó ra, trong đây nó có một cái viên nhỏ tiếp tục. Cái viên nhỏ đó rất là màu đen. Nó màu đen thùi à. Đó, khi em bể cái viên nhỏ đó ra, nó là một cái sình, mà không phải sình thường nha quý vị. Cái này là sình đất sét, nó rất là thôi, nó thúi kinh khủng luôn. Đó, nếu mà mấy bác á, mà già già mà không biết mua nấm về kho lên ăn chay thì cái kiểu này phải chết người hơn quý vị thấy không. Ở nhà ai có ba mẹ gì đó cẩn thận, đừng có mấy bác đừng có đi chợ Việt Nam mua cái loại nấm này ăn. Đó, nó toàn là đất sét không, nó toàn đất sét trong đây không. Bây giờ em tiếp tục, em mở tiếp. Đó, chị quay đi chị, cái tô nước đen thùi nè. Đó, hồi nãy thì trắng bốc, giờ đen thùi lùi đó. Bây giờ em mở tiếp nè, mấy cái viên nè, toàn là đất. Nếu mà nắm thường mình mở nó đâu có văng nước đâu, chị thấy không? Cái này em mở không ra luôn nè. Bằng nhựa mà. Nè, đó, nó bằng nhựa nè. Nó bằng nhựa. Đó, khi mà em mở, cái viên nào cũng vậy hết. Em mở ra là toàn có một viên màu đen trong đây. Mà nó màu đen á. Nó bọc nhựa, nó bọc nhựa. Ở trong đây là một màu đen. Đó, một màu đen thì toàn là sình đất ở trong đây không. Mà ngày hôm qua đó em mua một lon rồi nên nha quý vị, em về em thấy như vậy rồi. Nhưng mà hôm nay em mua tiếp một lon nữa, em coi phải nó giống như vậy không. Nhưng mà cuối cùng nguyên một cái hãng này nó là vậy không, toàn là đất không. Thì em bỏ lên trên YouTube cho mấy anh, mấy chị, mấy bác gì coi đó, để lưu ý là mình đừng có dùng cái nấm này nữa. Nếu mình ăn mình chắc mình sẽ chết sớm. Đó, thấy không, toàn là đất không. Ăn vô làm sao lấy ra. Đó, ok mấy bác, mấy anh, mấy chị cẩn thận cái loại nấm này. Never mua nha quý vị, never mua cái nấm này. Đây là cái tên nấm. Ở đây, tớ lon, em quay lại. Nó có cái hãng của nó luôn. Chị Hằng để sát vô chị Hằng cho anh ta coi. Đây nè, nó có cái hãng. Nó có số phone. Đó, quý vị thấy không, nó có số phone, nó có tên hãng đàng hoàng. Và ở đây á, là nó made in. Ở đây product of Thái Lan, quý vị thấy không. Đó, nhớ đừng bao giờ ăn nấm nữa. Rồi, ok, xin hết.